Thưa quý vị, Covid-19 đã làm xáo trộn rất nhiều những hoạt động của đời sống xã hội và quan trọng nhất tất cả mọi người quan tâm đó là việc mà sau khi mắc Covid-19 thì hậu Covid-19 sẽ ra sao? Và thưa quý vị, viêm đa hệ thống hội chứng MISC là hội chứng hậu Covid-19 nghiêm trọng nhất ở trẻ sau khi mà mắc Covid. Các biến chứng nặng của MISC ở trẻ thường liên quan tới tim mạch và bao gồm viêm động mạch vành, giảm chức năng co bóp của cơ tim. Riêng biến chứng viêm mạch vành nếu không được điều trị kịp thời sẽ để lại di chứng lâu dài trên hệ tim mạch như là giãn động mạch vành, thiếu máu cơ tim. Vào ngày 19 tháng 4, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong giai đoạn từ tháng 6 năm 2021 tới tháng 3 năm 2022, thành phố có hơn 71.000 trẻ mắc COVID-19. Trong số đó, thì 315 trẻ được chẩn đoán là hoặc, mắc hoặc là nghi ngờ mắc hội chứng viêm đa hệ thống MIS-C, chiếm tỷ lệ là 0,4%. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh nhân đều đáp ứng tốt với điều trị, không có trẻ nào tử vong. Trong đó, lứa tuổi thường gặp nhất là dưới 5 tuổi với 149 trường hợp, 145 trẻ từ 5 tới 12 tuổi và chỉ có 21 trường hợp MISC là trẻ trên 12 tuổi. Ngành y tế thành phố khuyến cáo, hội chứng này thường xảy ra vào khoảng 2 tới 6 tuần sau nhiễm SARS-CoV-2, tuy nhiên cũng có thể sớm hơn hoặc trễ hơn khoảng thời gian này. Trẻ mắc hội chứng MISC thường có các biểu hiện như là sốt cao liên tục, mắt đỏ, môi đỏ, phát ban sưng đau hạch cổ và các triệu chứng tiêu hóa như là ói, đau bụng, tiêu chảy. Trẻ nghi mắc hội chứng viêm đại thống hậu COVID-19 cần được theo dõi và điều trị tại các bệnh viện chuyên khoa nhi.